cái răng. Thì trong khu vực cái răng này cũng có những ngôi nhà cổ tương tự như vậy. Và cái hủ tiếu này để đặt lòng ghép vào bên trong một ngôi nhà cổ, nghĩa là vừa tham quan hủ tiếu, vừa tham quan những ngôi nhà cổ, nhưng mà miễn phí, không có tính tiền thì thôi, đúng không chị? Rồi, đầu tiên đứng ở đây mình nhớ tập trung chúng con, mình coi cách người ta làm ra một xe hủ tiếu tươi của cái răng Cần Thơ. Sau đó tôi bước gì mình lùi lại dùm con hai bước, mình thưởng thức dùm con món pizza hủ tiếu. Pizza hủ tiếu là xe hủ tiếu tươi, người ta phơi thiệt là khô. Sau đó người ta chiên giòn lên ăn kèm với trà bông. Dạ, do là ngày xưa rất thấp, nhưng mà ngày xưa có chiên tòi trong này năm bòi ăn cái món hủ tiếu tươi này. Nhưng mà người ta thấy cái quy trình làm là gì anh lấy cái xe hủ tiếu bỏ vào dầu thì và nấu. Cái đó thì giòn lên, cái lấy đầu đuổi mình be tròn nó lại giống như cái hình dẻ này, cái bánh pizza mới đứng ra lò nấu. Cái đó là tôi là pizza hủ tiếu. Chứ ở đây được hay gọi là hủ tiếu chiên sườn, hủ tiếu chiên giòn nha. Hồi lên đây con cắt thử từng miếng nhỏ với quý vị nhớ lấy miếng ăn của con nha. Rồi sau đó mình di chuyển vào bên trong ngôi nhà cổ, mình thưởng thức chung con một món ăn nữa. Món này hiện tại thì Bến Tre chưa làm, nhưng mà Cần Thơ đã làm rồi. Tại vì Cần Thơ muốn tạo ra sự khác biệt. Dạ, đó là món kẹo dừa không đường. Hồi xưa giờ mình ăn kẹo dừa nó cái vị nó rất là ngọt rất luôn. Nhưng mà bây giờ mình đưa vào trong này mình thử cái loại kẹo dừa này. Ví dụ bình thường mình ăn một cục kẹo dừa nó có khoảng 10 gram đường đi. Bây giờ ăn cục kẹo dừa khoảng 2 gram đường trở lại mà thôi. Thì đi vào trong này có cứ anh chị nào mà có là tiền sử bị bệnh tiểu đường á, mình vẫn dùng được cái loại kẹo dừa không đường này. Cho nên gia đình mình cứ thoải mái thử với con nha. Rồi một hồi đi vào trong này, à nước, dạ ông sao có nước là có tiền hả? Dạ ông sao? Nói chung là nước lọc may mắn đầu năm mà có nước là có đèn. Rồi, cho nên lưu ý chúng ta nghe, hồi đi vào trong này á, đồ đạc tất cả cứ để hai nghe trên tàu giùm con nghe, không cần phải mang lên. Rồi, mình lên đây mình tham quan với con cũng trong vòng 30 phút, sau đó mình di chuyển xuống tàu để mình quay trở lại Bến Ninh Kiều nha. Rồi bây giờ em có muốn hát á thì bắt nhỏ nhỏ thôi nghe, đừng bắt bự á, vừa vừa thôi nghe. Chứ hát mạnh nó mệt lắm. Rồi, cảm ơn gia đình nha. Chúng ta sẽ đến thăm lò hủ tiếu quê tôi. Đây, họ phơi hủ tiếu và nhìn dụng màu ha. Đúng không? Cái này màu là màu thiên nhiên, cái màu này giống như từ nó rất cũ. Giống cũng như là cái này là qua đậu huyết nè. Không hóa chất hả? Dạ, gia đình di chuyển vào trong chúng con luôn. Rồi, vào trong chúng con luôn mà. Di chuyển vô, di chuyển vô. Dạ, ở đồng bằng sông Cửu Long này á, thường có hai nơi làm hủ tiếu rất là nổi tiếng mấy trăm năm về trước rồi. Một là hủ tiếu Mỹ Tho của Tiền Giang, hai là hủ tiếu Sa Đéc của Đồng Tháp. Tuy nhiên với hai cái cơ sở này người ta làm hoàn toàn 100% là bột gạo xay. Tuy nhiên đi về tới Cần Thơ mà nếu như làm giống người ta nữa thì gọi là copy. Vậy cho nên là Cần Thơ mới nghĩ ra một cái cách khác tạo ra sự khác biệt bằng cách là gì ạ? Người ta cho thêm cái bột mì vào để cho sợi hủ tiếu nó được dai hơn. Vậy thì để kiểm định cái độ nó dai làm sao, đầu tiên mình phải chán cái bánh nó thử trước. Đầu tiên cô sẽ chán một cái lượng bột vừa đủ vào trong cái khay này để cô hấp cái bánh cho nó chín lên. Mình sẽ thấy để ý là cô sẽ tán thiệt là đều tay và rất là nhanh nha gia đình. Mà đang quay phim vui lòng để ý giùm con cái nữa.
thấy cô chán cái bánh khách nào mà không có điều tay thì chụp màn hình lại cho con xin cái tấm hình đó nha. Được con gửi cho giám đốc con điều, cô đi chỗ khác luôn. Dạ. Tại vì mà cô chán không điều tay, cô đứng đây rồi cô cũng buồn lắm. Ngày nào cũng vung hết trơn. Ngày nào gặp con cũng buồn hết trơn ạ. Thôi vui lên đi bà, mùng 3 mà không có buồn nữa nha. Rồi, dứt tay dở lên con luôn nè. Rồi, nó sẽ đậy nắp lại. Trong vòng 30 giây á thì bánh nó sẽ chín. Nhưng mà gia đình để ý giùm con ha. Ở đây á, người ta thường á không có chụm củi mà người ta chụm cái vỏ chấu như thế này. Bởi vì khi mình dùng củi á thì trong củi nó một cái lượng carbon khá là lớn, nó làm cho cái bánh nó dễ bị đen hơn. Nhưng mà nói là gì ạ? Dùng cái vỏ chấu này mà cái bánh không đen là bạn Duy đang nói dốc nha. Nó vẫn có đen nhưng mà cái màu nó sẽ chuyển qua cái màu đục trong hơn so với là đen đục luôn. Rồi, để kiểm định cái màu đó nó làm sao, bây giờ con nhờ gia đình một người trong đoàn của mình, bất kỳ ai cũng được, trai xinh gái đẹp cũng được luôn, lấy cái chày đó không phải quýnh con, mà lấy cái chày đó lấy cái bánh ra giùm con, ai trong đoàn mình cũng được, có ai tự nguyện không? Rồi vô đi chị. Chào anh, em là con gái miền Tây mới lên thành phố được có mấy ngày, vô chị ơi. Dạ em kêu bằng chị kêu lại em, cái muốn xin sao nữa nè. Chỉ cho em rồi, 1, 2, 3, giữ nguyên giùm em á, để cô hỗ trợ chị nha. Rồi cầm chắc cái tay giùm em, cầm hai tay chắc luôn. Rồi, ok, con mời cô Linh. Rồi, nhìn vào em nè, nở một nụ cười thiệt là tươi, cô gái miền Tây cho em coi. Rồi, 2, 3, ok, rồi chị chuyển qua đây giùm em luôn. Rồi, gia đình mình lui giùm con một xíu cho chị qua nha. Chị đi ngược lại giùm em nghe, có nghĩa là cái mặt ướt đi lên trên giúp em, có nghĩa là nó sẽ đi như vậy nè ha. Rồi ok, nếu nó không đi thì một tay dịch ra dưới giùm em. Rồi 1, 2, 3 lăn ra giùm em luôn, lăn ra dịnh cái bánh, dịnh mạnh vô chị. Trời ơi mắc cỡ cái gì mà dựng nhẹ như vậy. Rồi dính luôn, rồi luôn, rồi thắng luôn. Đây đó chị ơi, rồi ơi không nha, báo cáo giám đốc đủ việc. Đang dân miền Tây là đang đánh giá 5/5 nha chị. Không, 5/5 là nó tốt quá, 5/10 thôi. Nhưng mà không sao, cái bánh này có thể xé ra dùng được giùm em ha. Rồi, gia đình để ý giùm con nha. Một cái bánh như thế này, sau khi đem ra để lên vỉ á, đủ 5 cái đem ra nắng phơi. Trời gắt thì phơi 4-5 tiếng đó cô. Mà trời nó ui phải phơi cỡ 8-9 tiếng. Tuy nhiên đem vào không có được gỡ cái bánh ra liền, mà mình phải để nó qua một ngày một đêm. Bởi vì trong này nó có cái bột gạo, nó làm cho cái bánh dễ bị phồng lên. Thì để qua một ngày một đêm mình ủ thì cái bánh nó sẽ dày hơn nha. Bây giờ để kiểm định nó dày sao, di chuyển là cái máy cắt giùm em nha. Rồi, cô chị ơi nhận lời cái điện thoại giúp em. Rồi, chị xin lỗi cho em. Không có ngay nhập đây đó. Cô Linh ơi đó là gì, là cắt ra hả? Dạ. Cắt sợi ra hả? Dạ, hay quá, cô lên đây. À, mấy cái. Rồi, gia đình để giùm con nha. Cái bánh này á, là cái bánh tráng nhưng mà nó không được đẹp. Lý do vì sao? Dạ, khách chán. Dạ, nhìn là biết ai chán rồi nha. Cái này là nói nhẹ thôi nghe, chứ có nói gì chơi nha. Giờ gia đình hãy gờ thử giùm con coi có nó dày không? Nó dày cái mặt con gì đó. Dạ, cứ gờ vô thoải mái. Bây giờ con sẽ cắt ra thử cho mình coi nha. Rồi, gia đình để ý giùm con nha. Hủ tiếu này là hủ tiếu tươi, nó không phải hủ tiếu khô. Cho nên khi mua về bắt buộc phải để ngăn mát tủ lạnh giùm con, mình dùng được 2 tháng rưỡi. Nếu như mà muốn đi lâu, đi xa, đi nước ngoài thì mua cái là hủ tiếu khô, dùng được 1 năm hút chân không luôn. Lấy một sợi bứt thử giùm con nha. Ở cái này nó sẽ có 4 màu. Cái màu con đang cầm là màu cái gấc. Rồi, một cái đó là cái màu tím là màu của màu lá cành. Xanh xanh là hoa, là gọi là lá dứa. Và một cái nữa là nếu như mà gia đình thấy cái màu xanh nước biển đó là màu của hoa đậu biếc. Con hãy lấy một sợi bứt thử giùm con nha. Để ý giùm con nha. Cái này mua về mình chỉ cần trụng sơ qua là mình có thể ăn với súp hoặc là mình xào lên. Thì cái này một túi nó sẽ là 30.000, là nửa ký. Trong cái túi ship mua 5 túi tặng 1 túi luôn. Rồi bây giờ đằng sau quay giùm con luôn nha. Rồi con bắt cái pizza cho mình thử nha. Nó giòn, nó giòn.
Rồi cho nên để giúp con nghe, đây là cái bánh pizza có nghĩa là từ cái sợi hủ tiếu hồi nãy. Người ta phơi thiệt là khô, sau đó đem vào chiên giòn với dầu như thế này. Rồi, bây giờ con cắt cho mình thử nha. Trong này nó có ướp một ít gia vị, đó chính là hạt nêm và một ít muối để cho cái vị bột của nó không có bị nhạt. Cái này ai mà là tín đồ của mì xào giòn thì về mua hải sản với rau củ xào để lên trên giùm con. Nó y gan như mì xào giòn luôn, nhưng mà nó sẽ ngon hơn mì bởi vì cái này nó là giòn tan luôn, nó không kiểu giống như là cứng cứng sượng lại nha. Bây giờ con cắt ra thì cô chú anh chị vui lòng lấy miếng thử giúp con nha. Mình thử xong cái pizza này rồi vào trong thử kẹo dừa không đường giùm con nha. Có món mặn rồi sau đó có món ngọt, nó dung hòa khẩu vị cho mình hơn. Nhưng mà lưu ý giùm con nha, một cái túi này á, khi người ta hút chân không giống như phía bên kia là người ta để được tới 3 tháng, nhưng khi xé ra ăn thì ăn trong ngày giùm con, không có để qua ngày thứ hai, bởi vì khi nó có không khí vào cái bánh nó sẽ bị mềm. Gia đình lưu ý giùm con nha. Rồi bây giờ gia đình lấy một miếng thử giùm con nha. Hết con cắt nữa cho không sao đâu, cứ lấy thử giùm con nha. Rồi lấy một miếng giùm con nha. Rồi mỗi người lấy một miếng giùm con nha. Hết con lấy nữa cho. Rồi luân phiên vào giùm con luôn. Rồi mình thử pizza qua lấy giùm con luôn nha. Em đổ bên em. Vô bài. Tấn công liền cho em. Tấn công liền luôn. Dạ, pizza hủ tiếu, hủ tiếu chiên giòn đó con. Cái hủ tiếu tươi này là đang vô là ngay bên hông con này, bên tay trái con nè. Người ta vô một cái túi ship giống vậy đó cơ. Giòn ngon lắm. Cũng bán được luôn á hả? Dạ, cái này là hủ tiếu chiên giòn nghe cô. Nó cũng bán vô một cái hũ luôn. Trong cái túi nó hút chân không thì có trà bông. Dạ, trong cái túi hút chân không nó sẽ có trà bông và tương ớt ở trong nữa cơ. Ờ, miền Tây của mình. Dạ, miền Tây mến thương. Mua 5 túi tặng 1 túi cô. 1 túi là 50, mua 5 túi tặng 1 túi. À. Cái này làm mỗi ngày luôn, cô yên tâm nha. Rồi vào trong thử kẹo dừa không đường giùm con luôn. Đây hành phẩm hủ tiếu đây nè. Hủ tiếu cái răng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
kẹo dừa. Kẹo dừa không đường đó à. Ăn thử lại đây được không anh? Ở bên kia hả? Cảm ơn em. Ăn cái này luôn được không? Ủa, ở Sài Gòn em ở quận mấy? À, em ở em nhiều chỗ. Nhiều chỗ hả? Em ở Bình Tân. Bình Tân. Tại nhà nội em ở quận. Ừ. Nên là hay đi về hai chỗ. Dạ hả? Từ nay em về Sài Gòn? Chắc mùng 6, mùng 7 gì đó. À. Tại 19 đi học đó. Thì em học đâu? Học đại học năm 2. À. Bữa nay về Sài Gòn mà đi, em đi uống nước. Được không? Dạ. Lên số nội. Vừa chưa? Rồi. Có chín trăng không? Không dính. Sơ thảo là đã chín trăng. Em để bạn ấy cho em thử được loại thường. Loại thường. Này. Đây cái này là cái loại dừa sáp. Dạ. Đây em cắt miếng cho thử. Chị dùng được sầu riêng không? Được. Rồi ok. Chỉ có hai loại này là giá khác thôi. Đúng rồi ạ. Mọi gì không, ba loại đều khác nhau hết nha. 20, 30, 65. Dạ. Nè cô, con đường này cô có thử dùng không? Cho anh một cái kéo coi nha. cái sầu riêng đúng không? Cái này sầu riêng đúng không? Đây là loại dừa sáp, cái sầu riêng nó rất là mềm xốp luôn. Mềm á. Nói chung 65.000 ăn thì nó sẽ xứng đáng với cái giá. Em nói là cái này là loại có đậu phộng nha. Cái này ngon á. Cho anh bình này để đâu không? Cái này là mình trăm bao nhiêu gram anh tính nha. 65.000 trăm gram á anh. Dạ bao nhiêu thì lấy bao nhiêu thôi. Lấy trăm gram em. Lấy 100 gram thì ngon rồi. Anh chọn cái nào anh? Nãy em đưa anh, mới đưa anh ăn hả? Rồi mix lại luôn hả chị, hay là để chung? Cái này cũng là dừa sáp mà có đậu phộng. Đúng rồi, dừa sáp có đậu phộng, dừa sáp có sầu riêng. Sao có vị vậy? Nhẹn gian quá à. 100g là 30 đúng không? 100g này là 65 nè anh. Còn đây là 100g 30, 100g 20. Dạ. Cái này dễ lắm nè. 100 gram em. Dạ, đây là 100 gram em đang cầm. Có đây 100 gram. Đúng rồi, tại vì cái đất khá là nặng. Rồi, em gửi. Thằng Kiều lấy tiền rồi kia hả? Đúng rồi, thằng Tóm phía dưới dùm em nha. Anh lấy rồi nè, em căng chùm cho. Thank you.